yêu mang theo thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Tại công việc của em là em làm video quảng cáo là em đi quay, cái em gặp ông này, ông đang bán táo dạo ngoài đường, có số của ba, cái là qua nhà thăm. Thì ngay cái hôm mà em qua thăm á, thì có một cái chuyện nó làm cho em thay đổi cái suy nghĩ luôn, là em muốn đồng hành với ông này luôn. Nói giúp thì nghe nó quá. Cái hôm mà đầu tiên em gặp ảnh á, là ảnh có nói là ảnh nỗ lực đi bán táo là tại vì ảnh muốn kiếm tiền để mà chữa bệnh cho em. Ảnh nói là ảnh có một thằng em trai đang nằm viện bị suy thận giai đoạn cuối. Em qua nhà thăm thì nói chuyện với mẹ với ba, thì lúc đó là mẹ ảnh mới lỡ buộc miệng nói với em một cái sự thật, là thực ra là em của ảnh là mất từ hồi 3 tháng trước rồi mà ảnh không biết. Ben, tạm biệt nhưng mà anh ngầu à. Anh đã nói rồi, đi với anh á là làm ơn cưa cái cao gót ra đi, hoặc là đi cái dép kẹp, hoặc đi chân không đi. Đã mang về cao gót rồi mà còn đứng trên cái chỗ cao nữa. Đó, giờ thấy thoải mái hơn nè. Xin lỗi. Sao mang về cao gót hoài ạ? À? Xin lỗi, trời thiệt luôn á, mang dép kẹp đi xấu, tướng xấu lắm. Xấu gì mà xấu? Anh xấu được rồi, em phải đẹp, ok. Hôm nay em dẫn anh đi đâu à? Hôm nay hả? Ủa sao em nghe nói hẹn ở đây anh dẫn đi chứ không phải em dẫn chết cha rồi, em chỉ cầm quà thôi nha anh Bin. Chết cha, vậy nay gõ cửa ai ta? Chào đầu chương trình kìa. Thôi chào đi. Dạ xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cúc 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 cộc cộc cộc. Hôm nay Quốc Thượng và Phan Như Thảo sẽ gõ cửa bất kỳ một căn nhà. Nhà này đi em ơi. Anh gõ đại nha. Dạ, con bé này được cái thương anh nó ghê vậy. Xin chào. Chào em. Chào con trai. Chú cá sấu dễ thương. Thật ra là giả bộ thôi. Chứ Thuận với Phan Dự Thảo ngày hôm nay là mời quý vị khán giả chúng ta cùng gõ cửa thăm nhà. Đó chính là nhân vật tên là Anh Cá. Anh Cá, tụi em thay mặt chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà có món quà gửi đến cho anh. Cảm ơn anh. Bây giờ vào thăm nhà được chưa Cá? À dạ được. Rồi để bơi vô. Là tôi mời về một cái chú kia nhìn rất là giống Trầm Hương để mà ngày mai lên livestream chung tụi tôi. Chú Hương Trầm thấy có đâu không? Nó có đâu nè, có lớn có đâu nè. Cỡ này bịch nhiêu? Trong bịch có đi học không? Không. Tại sao không đi học? Học lớp mấy nghỉ? Ở có nho mi và lu có. Quà Trung Thu cho ông nè ông ơi. Ngày mai ngày kia tôi bận rồi. Cái gì hết? Bánh Trung Thu. Lý do gì sao có cái tên Cá? Hồi xưa bộ đi hay đi câu cá lắm hả? Em tên An. An. Vậy hả? Tại em đánh bài. Ủa? Poker. Thì ở trong poker nó có một cái thuật ngữ là dành cho những cái người chơi kém là fish. Thế là bạn bè nó dịch ra tiếng Việt nó kêu cá. Xong rồi nhiều năm quá cái là quen cái tên luôn. Lên cá luôn. Thành cá luôn. Con giới thiệu về mình đi. Con tên Trọng Hương. Trọng gì? Trầm Hương. Trầm Hương. Trầm Hương. Ôi. Trầm Hương bao nhiêu tuổi? Năm 12. 12 tuổi. Trầm Hương năm nay học lớp mấy nè? Lớp 1. Lớp 1 nè. Trầm Hương gọi cá là gì? Chú cá. Chú cá hả? Cá giới thiệu chút xíu về cái mối quan hệ giữa cá với Trầm Hương nha. Thật ra là không có quan hệ gì hết anh. Có một lần em đi quay, tại công việc của em là em làm video quảng cáo. Là em đi quay, cái em gặp ông này, ổng đang bán táo dạo ngoài đường. Đi bán mà ổng cũng không ăn gì hết. Em qua em dụ em cho đồ ăn, kiểu mình thấy con nít bán dạo mà nó cứ ngồi ở hoài. Cho đồ ăn không ăn luôn. Tìm hiểu tới lui cái em dụ ảnh là em mua hết táo cho ảnh luôn. Là em kêu ảnh là đem táo đi phát vòng. Đó, từ cái hôm đó là quen. Thấy anh này ảnh ngoan, ảnh dễ thương nữa. Là cái hôm đó thì mới lấy số điện thoại của gia đình. Tại mình cũng muốn tìm hiểu coi là thấy ông này sao mà 12 tuổi mà bán ngoài đường không đi học gì hết mà ngoan, có số của ba.
tức là qua nhà thăm. Thì ngay cái hôm mà em qua thăm á, thì có một cái chuyện nó làm cho em thay đổi cái suy nghĩ luôn, là em muốn đồng hành với ông này luôn. Nói giúp thì nghe nó quá. Cái hôm mà đầu tiên em gặp ảnh á, là ảnh có nói là ảnh nỗ lực đi bán táo là tại vì ảnh muốn kiếm tiền để mà chữa bệnh cho em. Ảnh nói là ảnh có một thằng em trai đang nằm viện bị suy thận giai đoạn cuối. Em qua nhà thăm thì nói chuyện với mẹ với ba, thì lúc đó là mẹ ảnh mới lỡ buộc miệng nói với em một cái sự thật, là thực ra là em của ảnh là mất từ hồi 3 tháng trước rồi. Mà ảnh không biết là hôm đó là em với lại Trầm Hương là cùng biết cái thông tin đó một lúc luôn. Nó thì cũng còn nhỏ mà nó đâu có biết được cái đó nó đau tới mức nào đâu, nhưng mà mình người lớn mình thử mình đặt mình vô cái vị trí của nó. Em thấy là nó là cái gì đó rất là kinh khủng, cho nên là em nghĩ là thôi để em chơi với ông này luôn cho anh đi học. Trầm Hương vì ở với chú Cá được bao lâu rồi? Nửa năm. Ừ. Nhà Trầm Hương gần đây không? Ở Số Tiên. Ở Số Tiên là hồi đó ở quận 5 mà giờ chuyển lên Số Tiên rồi. Từ ngày là ở với chú Cá rồi đó, thì là thường á, một ngày với Trầm Hương nó là cái gì? Nó tập thể dục. Không nghe gì hết trơn. Tập thể dục với tướng tập thể dục. Tập thể dục mà cái tướng nó mi nhon dữ hả? Với gì nữa? Rồi tưới cây. Tưới cây. Rồi đi học. Dạ, đi học thì con làm toán với con viết văn. Ừ, tức là đi học như là bổ túc vậy phải không? Học ở lớp tình thương. Ồ, nắm tay chào nè, bắt tay nè. Cá thì là đã có gia đình chưa? Dạ em chưa. Chưa có gia đình hả? À, công việc em hiện giờ là những công việc gì ngoài cái việc là em liên quan đến âm nhạc? Thực ra là em ngưng âm nhạc lâu rồi anh. Ủa? Ngưng lâu hả? Từ cái lúc mà cái em có một cái bài nhạc mà nó viral là em ngưng rồi. Đó là bài gì nè? Bài Ánh Sao Và Bầu Trời. Lúc mà em ra cái bài đó là coi như nó là cái cột mốc mà em ngưng nhạc để em chuyển hướng, em tập trung là em làm việc khác luôn. Anh Cá, thường thường người ta đó, người ta có một cái tác phẩm mà nó viral, nó nổi tiếng luôn, là họ thừa thắng xông lên, mà sao anh Cá ngừng vậy anh Cá? Thực ra là em quyết định ngưng từ trước khi cái bài đó viral luôn. Lúc đó chỉ đơn giản là em muốn ra một cái bài cuối cùng. Cái lúc mà em ra cái bài đó xong thì em đang phát triển cái công việc là sản xuất video quảng cáo. Ừ. Là em làm mấy cái video mà ở trên mạng, video viral rồi đó. Ừ. Thì em lại tập trung qua cái hướng là làm video để kiếm tiền hơn. Đời đẩy đưa em làm video tới giờ luôn. Ừ, đời đẩy đưa mình đưa đẩy. Thì đó, đưa đẩy gặp anh Táo nè. Tại vì tuổi trẻ mình chơi cũng đủ vui rồi. À, với lại mình ra một cái bài mà mình cảm thấy là nó tâm đắc nhất rồi. Nó cũng là một cái sự thỏa mãn trong cái con đường âm nhạc của mình. Hồi nãy anh bước vô nhà Cá thì anh thấy là nhà Cá nó có ấn tượng lắm. Nó có một con cá sấu. Rồi ở đây cũng có con cá sấu luôn. Thì không biết cái con cá sấu này nó có liên quan gì đến công việc của Cá, hay là chỉ đơn giản kia thích con cá sấu nên để con cá sấu thôi. Dạ, nó là cái con linh vật của cái thương hiệu mà em đang làm giám đốc marketing nha. Nó là cái thương hiệu The Ray, là chuyên bán ba lô, túi sách với lại quần áo. Cái thương hiệu của tụi em thì có được 7 năm rồi. Thôi giờ chắc có lẽ là mình sẽ đến với phần 2 ha. Anh xem thời anh gửi Phan Như Thảo đây nha. Anh đi công tác xíu. Gửi. Trầm Hương có biết chợ không? Dạ biết. Rồi, chợ ở đâu chị nha? Chú thấy cái xe đó chú quẹo qua đây. Ở bình thường ở nhà đó là ai đưa con đi học? Dạ con đi xe gáo không à. Dạ, trường con có gần nhà không? Dạ trường con ở Cầu Kho quận 1. Trời ơi đi xa vậy? Dạ đúng rồi, bởi vì ngày nào con cũng về trễ chứ. Một tuần là con học mấy ngày? Thứ hai nè, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là nghỉ, tại vì chủ nhật cô có công chuyện. Ủa là sao? Có nghĩa là gì nè? Từ thứ hai tới thứ bảy là ông đi học đúng không? Đúng rồi. Chỉ có chủ nhật là ông nghỉ. Đúng rồi. Thì sao nãy tự nhiên nói là thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy, thứ bảy là con nghỉ, chủ nhật cô con không có dạy. Ủa là sao? Thì cô con làm bác sĩ. Cô con làm bác sĩ đúng không? Bởi vì chủ nhật đi trực á. Rồi học coi như cả ngày hay là học chỉ một buổi thôi? Dạ một buổi. Con ăn trứng gì? Trứng gà đi chú. Gà ha. Rồi bán con 5 cái trứng gà này. Giờ đi qua mua thịt nữa ha. Ok, thầy cô. Con ăn thôi con. Biết đâu như dưới đó có ăn thịt đó chú. Đi. À có thịt heo bằm không cô? Lấy cho con 200g thịt bằm đi. Ủa em con á, là lúc em con bị bệnh là em con mấy tuổi? Dạ nhỏ lắm. Nhỏ là mấy tuổi?
Có được 1 tháng. Ủa mới có 1 tháng hả? Dạ, vô sanh ra là bị mực quá. Em con là con gái hay con trai? Dạ, trai. Nhưng mà lúc mà mẹ nói em con mất rồi á, thì lúc đó con như thế nào? Dạ, con buồn. Buồn có khóc không? Dạ, không khóc, tại vì con cũng biết là phải kiềm chế. Ờ, được rồi. Này, cảm ơn. Rồi thôi về. Con mua đồ á là con mua đồ về nhà con hay là con mua cho chú ta chú cá hay mua về nhà con? Dạ, có nhầm lần chú cá nói là ta cho mày mượn tiền đó, mày mua cái gì thì mày mua. Cái con mới nói là thôi để con đi mua đồ ăn như ba cái đồ cho em con. Ủa nhà con còn em nữa hả? Dạ còn, con tới 5 anh em là 6 anh em lận mà mất hết một đứa còn có 5 đứa. Vậy hả? Vậy nhà con là mấy trai mấy gái? Dạ, ba trai hai gái. Ủa rồi ba con làm gì? Đó ba con đi làm thương sắt mà bị mẹt sắt cái vai vô mắt phải đi mổ giờ á. Ba con á không đi làm xuống sắt nữa mà đi bán táo, con mới có tên là Táo á. Vậy hả? Hồi đi học mọi người có gọi con là Táo không? Dạ có, mọi người kêu con bằng Táo hay quá trời luôn. Dạ con là kêu con bằng Táo. Nhưng mà hồi đó đó trước khi gặp chú cá đó là con có được ba mẹ cho đi học không? Dạ có cho mà tại vì con đi bán tiếp ba con để nuôi em con. Mình đi Sài Gòn năm bao nhiêu tuổi? Quê của em thì là ở Sóc Trăng. Em nhớ là 18 tuổi là em bắt đầu lên Sài Gòn. Em lên trên này học đại học. Đại đại học gì? Hồi trước là em học hai trường cùng một lúc luôn. Là một trường là em học ké, đó là trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Ké? Bên đó nó có cái khối mà em thích. Graphic design. Em học graphic design được 6 tháng cái em thấy là em không ổn rồi, tại vì cái tay em nó bị rung quá. Em không vẽ tay được. Cho nên thôi, em quay về em học kế toán tiếp. Cái mà mẹ em thích, em học kế toán được thêm 5 nữa. Thì lúc đó nhà em khó khăn quá, thế là em bỏ học đi làm luôn. Bỏ học đại học thì dạ, làm rồi. Gì? Em bỏ học đại học em đi làm đủ thứ nghề hết. Em đi làm từ Việt Nam qua Campuchia. Rồi xong rồi em mới về lại Sài Gòn. Về Sài Gòn em làm tầm 1 năm 2 năm gì đó là em đi Mỹ. Em đi Mỹ em ở bên đó khoảng gần 5 năm. Em mới về Việt Nam em thi sinh Mason. Em thi sinh Mason xong là em ở đây tới bây giờ luôn. Mình không có muốn làm một cái gì liên quan tới về nghệ thuật, về âm nhạc gì luôn á mà dạ, mình đi thi luôn. Có chứ. 2010, 2011, 2012 là những cái năm mà em đi hát phòng trà ở Sài Gòn. Rất là nhiều. Là lúc em là ca sĩ rồi mà đúng không? Dạ đúng rồi. Là đi hát. Em có ban nhạc và em viết nhạc cái thời gian, cái thời điểm đó rất là nhiều luôn. Sinh Mason đợt đó là cá được giải gì? Em rớt ngay từ cái vòng ghi hình. Ghi hình xong phát sóng là em rớt. Mà hai lần. Hai lần. Đúng rồi, em kiên trì lắm. Rớt năm 1, năm 2 em thi tiếp. Thi tiếp. Rồi năm 2 vô được sâu hơn không? Dạ không, cũng rớt ngay cái phần ghi hình đó luôn. Ừ. Ở cái thời điểm đó thì em nghĩ là em cần nhiều tiền hơn. Còn cái âm nhạc thì em cứ phải em nuôi nó hoài à. Nó không có ra nhiều tiền cho em. Mới đầu là em chỉ định là em kiếm tiền rồi một thời gian sau em quay lại em làm nhạc. Nhưng mà sau thì em nghĩ là mình nên quyết tâm luôn. Kiên định với cái đường mình chọn á. Chị thắc mắc là em là đi học kế toán nè, học design nè, xong em ca sĩ nè, xong rồi cuối cùng em chọn làm clip. Chính xác là video bán hàng mới đúng. Rồi cái kiến thức để làm video bán hàng là ở đâu ra, em học lúc nào? Em đọc sách với lại em học workshop của mấy anh mấy chị á. Cũng có một cái khoảng thời gian là em lại đi học ké ở trong đọc sân khấu điện ảnh. Đọc ké không à? Dạ em học ké không à. Em có một người bạn gái cũ là bạn đó học đạo diễn. Thế là bạn đó cứ kể chuyện ở trên lớp học cái gì. Em nghe em bị cuốn. Em bị cuốn vô cái những cái kiến thức của công tác đạo diễn. Rồi em tìm hiểu thêm, em học thêm workshop về biên kịch. Video bán hàng nó sẽ khác với những cái video mà giải trí bình thường là sao, là mình sẽ làm cái món hàng để vô mình bán, hay nó khác chỗ nào, hay nó khó hơn hay nó dễ hơn? Thay vì cái video bình thường mình chỉ quay một cái nội dung nó có kịch bản. Thì quay video bán hàng người khác cũng sẽ có kịch bản nhưng mà em thì không có kịch bản. Em bán hàng sẽ dựa trên đặc tính của sản phẩm. Với lại em phải tìm hiểu cái người dùng của em thích cái gì. Như review. Dạ đúng rồi, em là review. Nhưng mà nó sẽ phải lồng ghép rất là nhiều thứ trong cái video đó. Từ ngôn từ cho tới hình ảnh. Để mà đảm bảo là mọi người hiểu được hết cái sản phẩm đó để mà mọi người có thể mua hàng. Mà mình không có phải là kiểu là quảng cáo để mà dụ người ta mua hàng. Là mình sẽ phải sử dụng thử sản phẩm và hiểu rất là rõ về nó thì bắt đầu mới review được nó hả? Dạ đúng rồi. Em xây dựng cái thương hiệu cá nhân của em rất là cũng 2 năm. Xây dựng cái hình ảnh là một cái người bán hàng uy tín. Tại vì em bán hàng là không có ai booking được em hết. Tất cả những cái sản phẩm mà các brand gửi cho em á là chỉ có em lựa chọn thôi. Là em có nhận brand đó hay không. Và đó là cái thương hiệu của em luôn, là em không nhận booking. Em có một cái tiêu chí như thế này là em thà mất một brand chứ em không để mất một khách. Là em sẽ luôn làm sao để mà khách em được lợi nhất.
dĩ nhiên là mình vẫn sẽ phải cân đối, là nếu như sản phẩm của brand nó ok thì mình sẽ cân đối là đảm bảo được quyền lợi của khách mà vẫn đảm bảo đem lại lợi nhuận cho brand. Còn em ở giữa em ăn hoa hồng. Ủa sao cái mặt con có thẹo này vậy? Con bị xe đụng. 6 tuổi con đi bán phụ ba con bị xe người ta tông. Lúc đó 6 tuổi hả? Dạ. Con còn nhớ cái lúc đó là đụng xuống thì như thế nào không? Dạ, hình như con nghe anh con kể là hình như lăn mấy vòng rồi con mới ngắt luôn. Lúc đó hình như chú đó nhậu. Nó nhậu hả? Con có khóc, con có tủi thân, con có buồn không? Dạ không, con còn bị cái giò nữa mà. Đâu có giò bị đâu? Cái giò con chưa mổ ra nữa. Ủa là sao? Con gắn inox trong trọng á. Trời đất ơi! Bị đụng gãy xương, người ta cặp chơi inox. Tức là vừa bị thương chỗ này, rồi gãy chân nữa. Hồi giờ con có nhức cái chân không? Dạ, lâu lâu á, là tới tháng hình như nó sẽ nhức hai ba lần mà ngọn bóp. Chú cá nói hồi gán đi, để chú cá kiếm tiền đủ rồi chú cá mổ cho. Con bán táo rồi, có khi nào con bị người ta giật không? Không, con bán giấy số thì có. Bán giấy số, hồi đó có bán giấy số nè. Dạ có. Mấy có. Tuổi con bán giấy số rồi? Dạ, 5 tuổi đi bán giấy số. Con bán đâu? Dạ, bán đủ khắp nơi hết trơn. Ai là người lấy giấy số cho con bán? Dạ, con kêu mẹ con lấy cho con bán. Tự con xin mẹ, nói mẹ. Cũng như là lượt bữa đó là Hứa Hai sẽ được nghỉ là đầu tuần. Mà nói thôi mẹ ơi đi bán đi coi cho có tiền. Cái mẹ con nói thôi ở nhà đi, cái con năn nỉ quá mẹ con cũng lấy cho bán luôn. Rồi bị ta giật? Dạ đúng rồi. Giật nhiều không? Dạ cũng cỡ 10 tờ, mười mấy tờ, 20 tờ. Lúc đó con có khóc không? Cũng khóc mà mấy cô kia nói thôi để con mua hết cho về sớm. Cái con đưa cho cô mua hết luôn. Ngồi bán táo một ngày bán lời được nhiêu? Con không biết nữa, ba con kiếm tiền. Con ngồi ở góc nào không bán? Không nhớ cái đường rồi. Đó con đi không à? Con đi không à? Con đi khu vực nào? Nó đường Lâm Chi Cả nè, nó rồi đường cầu Cam nè, nói chung là đi nhiều đường lắm luôn. Từ khi con gặp chú cá, con có thấy cuộc đời của con nó may mắn không? Dạ may mắn. May mắn làm sao đâu, kể chú nghe coi. Cũng như là con được đi học và gặp được nhiều bạn, có nhầm bạn hiền, có nhầm bạn xấu. Mà chú cá đồ review của chú cá là con hay đem lên chuồng chia cho mấy bạn ăn. Mấy bạn nói ngon quá trời luôn, nói ăn đi. Cũng như là chẳng hạn như chiên gà chú con hay đem lên chuồng. Con có muốn gọi chú cá bằng ba không? Thôi kêu bằng chú đi cho thân thiện hơn. Dạ bây giờ cái vết sẹo này mỗi lần mà con nhìn thấy nó, con có nhớ là cái lúc cái thời gian con bán táo vất vả không? Dạ cũng nhớ, mà con cái là con không có hết dấu hiệu này lắm. Tại vì có nhầm người nói là thằng mặt sẹo, kêu con bằng thằng mặt sẹo. Mỗi lần con nghe bị người ta kêu thằng mặt sẹo như vậy thì con thấy thì sao? Dạ không chị. Mà con phải nói lại, mình không thích bạn gọi mình bằng cái tên đó. Không, mình cứ nói cái càng không thích đó là người ta nó càng chồng. Nói vậy thì mình sửa lại. Mặt sẹo xin kính chào bạn. Không để những cái chuyện đó làm mình buồn, nghe chưa? Dạ. Mình mặt sẹo mà, đúng không? Ta nói mình mặt sẹo, mình cứ ok, tôi mặt sẹo đó là sao? Ví dụ người ta nói, kìa, tao mập. Tôi mập mà, có gì đâu. Dìu mạnh kheo, thuốc dạ dày chữa y. Giảm nhanh cơn đau dạ dày. Rồi còn cái việc mà em nhận nuôi Trầm Hương thì sao? Mà. Không có đắn đo, không có cân nhắc, không có suy nghĩ gì hết hả? Dạ có chứ. Nhận nuôi một đứa nít nó không phải là chuyện đơn giản gì. Mà nó còn liên quan tới người lớn nữa. Là mình cũng phải đi tìm hiểu xem là gia đình họ làm sao, có đàng hoàng hay là không. Nhưng mà nhà Trầm Hương là đông anh em không? Dạ đông, 6 người. Mời Trầm Hương thứ mấy? Trầm Hương là thứ 3. Có một đứa con gái lớn rồi tới Trầm Hương. Là ở dưới miền Tây thì sẽ gọi được thứ 3. Ừ, vậy khi em nhận nuôi Trầm Hương có đắn đo là những đứa em còn lại của Trầm Hương không? Có chứ chị. Nó cũng là một cái bài toán. Bây giờ nhận đứa mấy đứa còn lại phải sao ta? Em nghĩ là em không lo được nhiều tới vậy. Ba mẹ Trầm Hương cũng vẫn sẽ phải có trách nhiệm cho những cái đó thôi. Thì em nghĩ là em bóc Trầm Hương. Thì nếu mà hên sau này mà nó thành tài thì có thể là nó sẽ thay đổi được cái suy nghĩ của nó. Để mà nó quay ngược lại, nó động viên ở nhà nó cho em nó đi học. Là nó giúp đỡ em nó. Nó sẽ quay về để chăm sóc gia đình. Chắc vậy. Hy vọng là vậy. Em chưa có gia đình, em cũng chưa có con luôn. Mà em nhận Trầm Hương chị giống như là em đang nhận con nuôi luôn á. Nó cũng không khác gì việc mình có đứa con hết đó chị. Ừ, rồi. Chỉ đỡ có một khâu là em không phải nuôi nó lúc nhỏ xíu thôi. Ừ. Cái thời điểm đó là coi như là Trầm Hương cũng là một cái hiện tượng ở trên mạng xã hội luôn á.
người ta tìm kiếm về nó rất là nhiều. Thế là nó đi bán táo ở ngoài mỗi ngày, bán được cũng bán được rất nhiều, cộng thêm với sự hỗ trợ của em nữa. Bạn bè em, nghệ sĩ đồ là rất ai cũng thích mua táo ở Trầm Hương hết. Mỗi ngày là gần như là mọi người phải xếp lịch luôn á, là mọi người nhắn tin anh Cá cho em đi gặp Trầm Hương với, em muốn mua táo. Mà em thì bận, em đâu có phải lúc nào cũng làm được cái đó đâu. Nhưng mà em đặt vấn đề với ba mẹ nó, nói là bây giờ để qua đây ở với em để mà đi học, chứ không có bán táo gì hoài được. Dĩ nhiên là không phải là mình ép buộc gì, mà mình gợi ý thôi. Thì gia đình cũng cân đong đo đếm, cuối cùng là cũng quyết định là cho Trầm Hương qua đây ở luôn để đi học. Bố mẹ Trầm Hương làm công việc gì? Bán táo luôn, cả nhà đi bán táo. Trầm Hương ở với em luôn từ đó đến giờ, từ đó cái lúc mẹ em nhận nuôi đến giờ luôn, nó có về nhà không? Mỗi tuần nó về một ngày chị, trưa chiều chủ nhật nó sẽ về. Tại nhà cũng gần mà, nhà ngay Suối Tiên nè. Hồi trước là nhà nó ở quận 5, mà ở nhà quận 5 thì nó sập sệ quá, nó ẩm thấp mà chuột nữa, chuột nó bò vô. Buổi tối em vô em thấy chuột nó chạy ra giống như là nó trốn không người gì. Lúc đó là nó kể là nhà nó sống với chuột luôn á. Ừ, với cái thu nhập và cái những gì em đang làm được hiện giờ này, em có nghĩ là mình thành công không? Dạ không. Như thế nào gọi là thành công với em? Mỗi người sẽ có một cái tiêu chuẩn về thành công riêng. Cái thành công của em không phải là kiếm được nhiều tiền nữa rồi. Cái thành công của em là sống tử tế với lại vui vẻ. Chị thấy em đang sống rất tử tế và vui vẻ mà. Đó là em đang cố gắng sống tử tế thôi, em đang cố gắng sống tử tế hết mức có thể thôi. Em thật sự đó, em bỏ, em không có làm nhạc sĩ, không làm ca sĩ, không làm nhạc nữa, là vì em muốn tập trung kiếm tiền. Nhưng có khi nào em nghĩ rằng em bỏ không làm cái đó nữa là vì em làm biếng giao tiếp mọi người, không còn muốn quảng giao nữa? Có thể. Mới đầu là em nói là thôi để tập trung kiếm tiền, nhưng mà về sau thì em phát hiện ra một chuyện là em không thích tiền nhiều như em nghĩ nữa. Thì nó quay trở lại cái câu hỏi là hồi trước là mình quyết định bỏ nhạc để mà mình tập trung kiếm tiền, nhưng mà mình đâu có thích tiền như mình nghĩ đâu. Vậy tại sao mình bỏ nhạc? Thì tại sao? Nếu mà bây giờ suy nghĩ thì có thể là chị nói đúng. Em cũng hơi mệt mỏi với cái việc quảng giao. Xung quanh mình nó có quá nhiều cái mối quan hệ mà nó lại không chất lượng. Là có một cái giai đoạn mà em bắt đầu có một cái thuật ngữ người ta gọi là lọc friends ấy chị. Thanh lọc. Thanh lọc bạn bè, em giảm dần dần rút lại còn có mấy người à. Rồi tới bây giờ là em rút lại là còn chắc còn 1-2-3 người thôi. Còn hồi trước là có người nói là em quen hết showbiz mà. Em từng là một người như thế đã. Em từng là một người như thế. Em rất là quảng giao. Thực ra tới bây giờ em vẫn quen biết nhiều thôi, nhưng mà em không có còn liên kết với họ nhiều như hồi trước nữa. Hồi trước là ngày nào em cũng phải có chuyện đi ra đường, ngày nào cũng đi gặp người này người kia. Bạn bè em có thể không nhận ra em thay đổi cá, nhưng mà như mẹ thì mẹ có nhận ra không? Có chứ. Mẹ em bây giờ tự hào về em lắm. Ủa, chứ không lo lắng hả? Không, hồi xưa lúc mà em đi ra ngoài sống á, mẹ em có nói em một câu mà em cười tới giờ luôn. Mày đi ra đường mà mày không có phá người ta là tao vui lắm rồi. Thực ra là em là cái đứa duy nhất ở trong nhà mà mẹ em yên tâm khi mà thả em đi ra ngoài, không có sợ gì hết. Em từ nhỏ là cái kiểu mà tinh khôn mà, đi ra ngoài đường em không phá người ta thì thôi, chứ làm gì mà có ai ăn hiếp được em. Hai đứa em thì nó hiền hơn. Mẹ em sẽ luôn luôn sợ là tụi nó bị ăn hiếp. Đó là hồi xưa chứ bây giờ nhìn mặt em kiểu như ai ăn hiếp cũng được mà. Dạ cũng không chị, em cũng vẫn vậy thôi. Em không có làm gì ai thì đừng có ai làm gì em. Em cảm ơn. Đừng có ép em làm người xấu. Nghe sợ đấy. Nhưng mà em có phải trải qua cái gì mà biến cố khủng khiếp hay sao em như thế này? Thứ nhất là trải nghiệm, cuộc đời em nó cũng thăng trầm mà. Tại vì cái môi trường của em từ nhỏ sinh ra là nó đã không tốt rồi. Em từ nhỏ là em lớn lên ở trong quán bia ôm. Ủa? Gì em mở? Ở dưới quê hả? Dạ đúng rồi. Em tiếp xúc với nhiều thứ hơn con nít khác. Khôn hơn. Nó ma quỷ hơn. Em tự tin là em ra ngoài đường là em sẽ không có thiệt thòi. Và mẹ em cũng biết rõ cái điều đó. Mẹ em có một cái ước nguyện là mẹ muốn em tu. Mẹ em là Phật tử. Còn em là từ nhỏ em không đạo gì hết luôn. Xong rồi mẹ em thấy em đi chùa mẹ em vui quá trời luôn. Mẹ em tưởng em theo đạo rồi. Em có ăn chay không? Dạ không. Rồi em có nấu ăn không? Ít lắm. Em có nấu cho Trầm Hương ăn hả? Dạ không. Rồi hai chú cháu ăn ở đâu? Dạ đặt Grab. Mỗi ngày? Dạ đúng rồi. 3 bữa một ngày? Dạ đúng luôn. Em không nấu bao giờ luôn? Có chứ, thỉnh thoảng em vẫn nấu. Chị nghĩ đây mình vô bếp phụ anh Bin đi, còn chị sẽ chờ thử cái đồ ăn của em. Thank you.
sự kết hợp của tất cả những đàn ông ngồi cái bàn bàn. Cho em biết cái món trứng này là ai làm biết không? Em ăn trứng anh Bin làm rồi, cho nên cái này không phải anh Bin. Baby apple. Con chiên nó xấu quá trời. Nhưng mà con tự chiên từ đó đến cuối luôn hay là ai bật lò rồi ai bỏ dầu hay gì không? Con anh Mino bỏ dầu còn con chiên. À, cũng này rất là giỏi. Ủa tôi bỏ dầu mà bạn. Ủa con nghe anh Mino. Trời ơi. Nói chung là nay là đi chợ với anh. Đó, rồi mua trứng nè, mua bí đao nè, mua thịt băm nè. Có cái này là thịt ở trong tủ lạnh nè, coi như là có đem ra tận dụng luôn. Cơm đồ ăn đã có đây rồi thì giờ sao? Dạ mà cô chú ăn con. Làm cái gì cái tay mình lận vô đây ngoài. Bắt cỡ. Bắt cỡ gì mấy nữa, đi chơi đi với tôi nãy giờ mà cỡ kiếp gì nữa. Rồi. Okay. Em cũng nghi lắm tại vì cũng một năm em không nấu rồi. Bình thường nhà thì ai đảm nhận cái phần cơm nước? Dạ ráp. Rồi mời bạn nào. Cái này. Con chú. Nè. Sao ổn không? Dạ sao tự nhiên cái mặt đứng hình vậy? Ổn không? Ủa sao ăn trúng cái miếng này nó không mặn ta? Anh cho ăn trứng. Đổi không? Ăn trứng á. À ăn trứng nó mặn hả? Trời đất ơi. Nó mặn như muối luôn á. Lời khuyên cho những ai mà cao huyết áp không nên ăn cái món trứng này của thằng Táo nha. Dạ cái món trứng này mình ăn với cơm trắng là vừa anh. Cái nhà này là nhà của cá hay là nhà? Dạ nhà em thuê. Em vẫn ở nhà thuê. Em là quê ở đâu? Dạ em quê Sóc Trăng. Chưa có đủ tiền để mua nhà hay sao? Dạ có rồi nhưng mà em không có nhu cầu mua nhà. Mẹ em thì ở Mỹ, ba mẹ em thì ly hôn lâu rồi, cả nhà em đều ở Mỹ hết. Dạ khỏe. Tại sao cá không đi? Em đi rồi chứ. Hồi trước em ở bên đó 5 năm. Xong em về Việt Nam. Tại sao lại về Việt Nam? Tại em thích Việt Nam. Em ở đây bao lâu rồi cá? Dạ em ở đây 1.5 năm. Trong một cái chuyến đi chợ. Cơm hả? Mặc dù là cái đoạn đường nó khá là ngắn, nhưng mà anh cũng đủ biết về cái hoàn cảnh của bạn Táo này. 6 tuổi là bắt đầu đi mưu sinh rồi. Đi bán vé số. 5 tuổi là đi bán vé số. Đi bán vé số thì bị giật 10 tờ. Bán táo á thì bị xe đụng. Đụng và bây giờ là có một cái vết sẹo ở đây. Em ơi. Và cái chân thì là đang gắn inox. Đụng rất là nặng luôn. Nặng lắm. Anh biết làm kinh doanh như em thì nó sẽ rất là nhiều tâm sức. Và bây giờ thì em có những cái nỗi lo nào cho bản thân mình và cho một cái cục diện như là hiện nay em đang có một bạn này đồng hành với em và về cuộc sống của em? Cái nỗi lo thì chắc là chỉ có hai nỗi lo thôi. Một là em bất ngờ xảy ra chuyện, hai là bất ngờ thằng này xảy ra chuyện. Cái nào nó cũng sẽ là một cái rắc rối rất là lớn hết. Sao em không cho thằng Tám nó gọi em bằng ba? Tại vì nó còn ba mẹ mà anh. Với lại em thích làm bạn với nó hơn. Em cảm thấy là cái danh xưng đó nó cũng không có cần thiết lắm. Là một cái người ba á thì em chưa bao giờ em có con hết. Nhà em là cũng là một cái gia đình mà ba của em là không tính tới rồi. Em không tự tin là em biết cách làm một cái người ba nó tốt là như thế nào, cho nên thà em không làm luôn. Giờ con cho chú một món quà chú lấy không? Quà gì? Mình cũng bỏ công ra lắm. Bỏ công? Táo nói là nó có chuyện muốn nói với em, nhưng mà nó nói là nó nói không được. À thì anh mới nói nó bây giờ con nói không được thì giờ con viết đi. Đó. Đây. Đây. Trời đất ơi, nó nhiều chữ vậy? Gì viết được nhiều vậy? Không lẽ chú không tin tưởng con? Ừ. Chữ đẹp vậy? Con muốn tự đọc cho chú nghe không? Không, con chưa biết viết ra, con sẽ viết ra được mà không biết đọc được. Hỏi đọc đi. Con xin phép đọc nha. Chú cá ơi, con Trầm Hương nè. Con cảm ơn chú cá trong thời gian vừa qua đã cho con ăn học và giúp đỡ gia đình con rất nhiều. Con rất thích chú cá. Từ lần đầu tiên con gặp chú, con thấy chú giống một người mà con không biết con gặp ở đâu rồi. Sau này, con mới nhớ ra là chú là bà của anh Tống Ca. Con lớn lên, con ước gì con sẽ là một người review không bút chỉnh. Con ước gì con lớn lên, con sẽ là một người review không booking giống chú. Con hứa con sẽ chân thật và nghe lời lúc con còn nhỏ những gì chú bảo. Trời ơi. Thôi nè. Em giữ cái thư đi, thư đầu tiên biết được cho em rồi đó.
Bây giờ mình viết thư xong rồi mình nói đi. Mình nói với chú những cái gì mà mình muốn nói với chú mình trong lòng mình nè. Con biết cái gì để nói trời. Con cảm ơn, con thương chú làm sao. Con cảm ơn chú nhiều và con rất thương chú. Mình đại chú rồi. Nè ơi, cảm ơn. Cảm ơn Trầm Hương. Sau này con lớn lên con muốn giống như chú cá như thế nào? Giống điểm nào nhất nè? Tôi không có kênh chân thật. Tính cách nào của chú cá mà con muốn giống như chú cá nhất? Ngầu. Ngầu hả? Dữ hả? Không phải dữ, kiểu là ngầu thôi cô. Ngầu là nhìn rất là phong độ. Con muốn làm cá sấu hay là cá mập? Hay là những chú cá ở trong hồ? Là cá trong hồ. Tại sao vậy? Tại vì cá trong hồ thì sẽ hiện hơn, còn cá sấu với cá mập dữ tợn lắm. Vì theo con chú cá này á là cá gì? Cá sấu. Tại vì chú cá mà không cọc thì là dễ thương, mà chú cá mà cọc lên thì sẽ... Ê, thôi không nói đâu. Rất là dữ như cá sấu. Cho nên mình sau này mình cũng phải mạnh mẽ lên. Đôi khi mình phải nhảy ra khỏi cái hồ, đến lúc nào đó con phải bảo vệ ngược lại cho chú cá. Cá trong hồ đó là phải có người chăm sóc, nó sẽ phải có người cho ăn. Mình không thể nào sống cuộc đời mà luôn luôn cần người khác chăm sóc mình được. Mình không thể nào sống cuộc đời mình chỉ ở đó mình chờ người ta cho mình gì mình ăn cái đó được, đúng không? Mình thích đi ra đường, mình thích tự lập, mình thích kiếm tiền, mình còn phải chăm sóc cho chú nữa. Mình không thể nào làm con cá nhỏ trong hồ chờ được chăm sóc được. Nghe, con nghĩ một ngày nào đó con không ở với chú cá nữa không? Lúc đó sẽ là sao? Nhà chú cá phải có gia đình, chú cá cũng phải có những đứa con. Không phải cho chú cá đi chơi. Đó còn sao? Lúc đó con làm cái gì? Nếu lúc đó con đã biết dành chữ thì con sẽ đi làm nuôi ba mẹ con. Cái điều hay nhất và cái điều mà anh ấn tượng ở Táo nhất đó là câu trước câu sau vẫn là lo cho em, nuôi cha mẹ. Anh nghĩ là cái sự nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là cái chuyện là đủ dưỡng chất mạnh khỏe đâu, mà cái giáo dưỡng ở đây nó là cái trong tâm hồn, cái nhân cách và cái hiếu đạo. Dạ. Anh nghĩ là em đã chọn được một người đồng hành với em, mà anh nghĩ rằng là em sẽ rất là cảm thấy hãnh diện, cảm thấy hạnh phúc vì em không có lựa chọn sai. Kể cả là em có lựa sai đi nữa thì em lớn rồi mà, em lựa sai thì em chịu trách nhiệm được. Mà cho dù có sai đi nữa, những đứa bé mà ở với em, anh chắc chắn với một cái sự dưỡng dục của em, anh nghĩ là sau này nó cũng sẽ thành những cái người có lợi và có ích cho cái xã hội này. Sao con khóc vậy? Mẹ chú đi Mỹ chú bỏ khóc. Sao? Sao con khóc hả? Không biết. Con có sợ chú cá đi Mỹ không? Con cũng sợ mà, tại vì chú cá có gia đình, còn có mẹ mà, không lẽ chú cá đi theo mình hoài thì cũng phải có một lần chia xa thôi. Ghê rồi ơi. Trời ơi, nó dằn dở. Chú cá cũng nói với mấy con mấy lần là có lỡ gì chú cá không bị cái này thì cũng không về Mỹ thì sẽ đi về xa rồi. Rồi con sẽ sống với ai thì con mới lắp đặt ngay ở chỗ đó là nếu mà chú ấy thì con cũng sống bình thường thôi. Tại vì giờ chú đi rồi, chú sao mà chú ở bên cạnh con được. Đúng rồi đó con. Thì trước khi dứt lời thì chắc có lẽ là anh muốn nghe cá chia sẻ chút xíu về những cái cảm nhận của em khi mà em đã đồng hành với anh với Thảo trong suốt một cái thời gian cả buổi chiều ngày hôm nay. Ra thì nhà em thì ít khi có khách lắm. Anh Thuận thì em cũng biết lâu rồi, nói mà chính xác luôn thì anh cũng là một phần cái tuổi trẻ của em luôn rồi. Cho nên là em cảm thấy rất là vui và hôm nay là một cái ngày rất là ý nghĩa với em. Cảm ơn em hôm nay rất là nhiều. Em cũng là chị rất là ngạc nhiên, khá là ngạc nhiên về những cái gì mà em đã quyết định cho cuộc đời của mình. Chị cũng là người luôn tìm những cái câu trả lời cho mọi thứ xung quanh mình. Chị sẽ hỏi là tại sao em lại muốn chăm sóc Táo? Tại sao em thấy tuổi thơ của Táo là có thể bị thiếu thốn, bị tổn thương, bị không có hoàn hảo? Nó giống gì đó thì tuổi thơ của em không? Vậy em muốn làm khác đi cho cái tuổi thơ của Táo giống như là em muốn mình cũng khác đi. Chị không biết sao nhưng mà chị nghĩ rằng là em làm một cái việc dù cái kết quả như thế nào hay là dù lý do gì nó cũng quá là tốt đi. Kể cả cái chuyện mà cái bức thư mà cái chữ nắng nó đẹp ở đó mà làm cho em khóc đó là chị cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn cả hai chú cháu ngày hôm nay, mọi thứ đó quá là tuyệt vời. Ít ra là trên đời này còn rất là nhiều điều tốt đẹp và vui vẻ và hạnh phúc ở đây để chia sẻ, nên là cảm ơn em rất là nhiều. Bắt tay cái coi. Hồi nãy nhớ hứa với không? Nói chú Thuận nghe, bữa học được cái gì kìa?
Bữa học được cái gì? Bao nhiêu cách để có tri thức? 4 cách. Học hành đi khổ. Học hành đi khổ. Học thì có thêm kiến thức, còn hành thì hành động. Để cho mình hiểu cái này, tại học xong thì mình phải vận động thì mình mới làm được. Còn đi thì đi đây đi đó để chưa biết cái chỗ này chỗ kia. Khổ. Khổ là làm cho mấy cái khó khăn phải vượt qua chứ không được bỏ cuộc. Hay quá. Ok. Ôi. Yeah. Cảm ơn cả rất là nhiều vì đón tiếp anh chị. Và chương trình Ngõ Cửa Thăm Nhà đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người theo dõi chương trình nha.